Thưa quý vị, vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn giờ đây không những vang dội ở Việt Nam mà còn vang dội ra nhiều nước trên thế giới, nhất là đất nước Trung Quốc. Xét về vụ án này cũng chẳng có gì là ghê gớm, bởi so với nhiều vụ án khác ở Việt Nam thì vụ án này chỉ ở mức độ trung bình. Cùng lắm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ làm thất thoát của nhà nước 152 tỷ đồng và mức án 35 dành cho bà ta là quá nhiều so với những vụ án khác. Nhiều vụ án quan lớn tham nhũng làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng cũng chỉ xử vài năm tù mà thôi. Qua đây thấy rằng, thông qua vụ án này, mục đích của những quan chức lớn Việt Nam là thanh toán lẫn nhau, tranh giành quyền lực. Và bà Thanh Nhàn chỉ là một con rối trong tay những người có quyền lực chức lớn. Thế nhưng, vụ án này gần đây đã làm kinh thiên động địa bởi từ vụ án nhỏ này, một số quan chức hưởng lợi, trong đó có cả quan lớn nhất nhì ở Trung Nam Hải. Các quan chức Việt Nam đã vô tình hoặc cố ý để bà Thanh Nhàn chạy mất. Điều này đã dẫn đến việc bà Thanh Nhàn tự nhiên quen biết với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và với tài sắc vẹn toàn của mình, bà Thanh Nhàn đã khiến cho Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thất điên bát đảo, quyết tâm chiếm hữu nữ quái này về Trung Quốc làm nữ hoàng. Chính điều này đã làm cho cả đất nước Việt Nam và Trung Quốc sững sờ. Các quan chức lớn nhỏ Việt Nam thì sừng sốt và hoang mang lo sợ vì sắp tới đây là một cuộc báo thù tàn khốc của nữ quái này khi đằng sau ả ta có ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chống lưng. Trở lại câu chuyện giai đoạn chốn nã của bà Thanh Nhàn. Khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính là người tình của bà Thanh Nhàn lo sốt vó vì sợ quân lính của ông Tô Lâm bắt được bà thì nhiều vụ án, trong đó có vụ mua bán vũ khí với Israel sẽ bị lật tẩy. Trong vụ án này, ông Phạm Minh Chính đút túi 28 tỷ đô la, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ẵm 8 tỷ đô và nhiều quan chức khác đều được chấm bút một vài tỷ đô. Trong khi đó, bà Thanh Nhàn được hưởng lợi 5% tiền lợi tức, một con số nhỏ khá khiêm tốn so với lợi ích của các quan lớn Việt Nam. Chính vì thế, đàn em ông Chính là ông Võ Văn Thưởng, khi đó còn đang làm ở Ban tuyên giáo Trung ương, đã theo lệnh của ông Chính đưa bà Thanh Nhàn từ trong chùa Hàm Long ở tỉnh Bắc Ninh đến vịnh Hạ Long thuộc về tỉnh Quảng Ninh. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, hòn đảo nơi bà Thanh Nhàn trú chân chính là của đàn em ông Phạm Minh Chính. Hay nói cách khác, nơi này khá an toàn vì nếu bị động thì chỉ lên tàu chạy 2 tiếng đồng hồ là sang biển của Trung Quốc. Ông Thủ tướng Việt Nam và bà Thanh Nhàn đã có kế hoạch chạy trốn sang châu Âu bằng đường hàng không. Trong thời gian này, ông Phạm Minh Chính sẽ lo chiếc vé máy bay cho bà Thanh Nhàn. Tuy nhiên, chính vào thời điểm đó, ông Võ Văn Thưởng lại mách nước cho ông Phạm Minh Chính là để bà Nhàn trốn sang Trung Quốc sẽ an toàn hơn. Vì nếu Việt Nam có biết bà Thanh Nhàn ở Trung Quốc cũng không dám làm bừa bắt cóc như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức trở về. Ông Võ Văn Thưởng được giao trách nhiệm liên lạc với ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường qua quan hệ của chính là ông Phạm Minh Chính. Không ngờ rằng đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bà Thanh Nhàn khi hai bên vừa nhìn thấy nhau qua hệ thống WhatsApp. Vốn dĩ là kẻ si tình, cộng thêm sắc đẹp mỹ miều và tài diễn xuất tiếng Anh quá lưu loát của bà Thanh Nhàn đã khiến bà lọt vào đôi mắt của ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Khi cá đã cắn câu, bà Thanh Nhàn không cần che đậy thân phận và thúc giục Lý Cường đến đón bà về Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, quân lính Trung Quốc theo lệnh của Lý Cường đã đến vịnh Hạ Long để đón bà Thanh Nhàn. Thật trùng hợp, hôm đó quân lính của ông Tô Lâm cũng phát hiện bà Thanh Nhàn đang trốn ở đó, liền đã bao vây bắt giữ. Cuộc đấu súng diễn ra vào lúc chập choạng tối khi chiếc tàu du lịch sang trọng được đóng ở nhà máy đóng tàu Giang Nam đến rước bà Thanh Nhàn. Hai bên bắn nhau 45 phút đồng hồ bất phân thắng bại. Ngay sau đó, hai chiếc máy bay chiến đấu J-11 và một chiếc trực thăng quân sự Z-9 của Trung Quốc đã xuất hiện. Chúng từ sân bay Phòng Thành Cảng xuất phát và khi vừa đến nơi đã lã hàng chục quả rocket xuống khu vực hòn đảo nhỏ này. Quân lính Việt Nam chạy tán loạn trú thân trên đảo. Bà Thanh Nhàn ngay sau đó được một đoàn quân lính đặc nhiệm của Trung Quốc hộ tống lên chiếc trực thăng bay thẳng về đảo Hải Nam. Nghe nói rằng trước đó mấy phút,
Quân lính của ông Tô Lâm nhận được mệnh lệnh không được nổ súng và để bà Thanh Nhàn lên máy bay an toàn. Ai trái lệnh sẽ bị bắn bỏ. Có vẻ như cuộc điện thoại này đến từ ông Tô Lâm và ông Tô Lâm làm theo mệnh lệnh của tướng Trung Quốc Lý Cường. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này vào những bản tin thời sự tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với tin tức vụ án của bà Thanh Nhàn xảy ra trước đó. Kính thưa quý vị, các quan lớn Việt Nam chết dưới tay hai ả đàn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga là hai nữ doanh nhân khiến một cựu bí thư tỉnh ủy, một cựu chủ tịch và 6 cựu giám đốc sở ngã ngựa trong các vụ án tiêu cực về đấu thầu. Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tiến bộ Quốc tế AIC và Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch Hội đồng Sáng lập được nhắc đến liên tục trong thời gian qua. Đây là hai nữ doanh nhân khiến cả loạt quan chức tại nhiều tỉnh thành ngã ngựa trong các vụ án tiêu cực về đấu thầu đang bị điều tra xử lý. Nhiều năm nay, công ty AIC của bà Nhàn được biết đến như một doanh nghiệp đình đám ở lĩnh vực y tế, thể hiện qua việc AIC liên tiếp trúng thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị có giá trị rất lớn, điều mà nhiều doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực luôn khao khát. Đã có không ít dấu hỏi được đặt ra về bí ẩn đằng sau sự thành công của bà Nhàn. Và câu trả lời chỉ thực sự sáng tỏ khi Bộ Công an vào cuộc điều tra tại các dự án mà công ty AIC trúng thầu. Bà Nhàn là người thành lập và điều hành mọi hoạt động công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ năm 2005 cho đến năm 2020. Tại đây, bà Hoàng Thị Thúy Nga từng có thời gian làm phó trưởng cho bà Nhàn với chức danh phó tổng giám đốc kiêm trưởng ban 1 phụ trách địa bàn miền Nam. Các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị cựu chủ tịch AIC thao túng theo cáo buộc để tham gia vào trúng thầu. Bà Nhàn chủ trương thành lập ban nội bộ có nhiệm vụ thu chi tiền đối ngoại. Cựu chủ tịch AIC chủ động gặp gỡ tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư dự án, sau đó chi tiền cho những người này để tìm kiếm sự ưu ái. Rõ nhất là tại Đồng Nai, ngay từ khi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh chưa được phê duyệt, bà Nhàn đã tới gặp bí thư tỉnh ủy khi đó là ông Trần Đình Thành để nhờ tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu. Với quyền lực của mình, ông Thành giới thiệu bà Nhàn và bà Nga cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở ngành tỉnh Đồng Nai. Dĩ nhiên, công ty AIC dễ dàng nhận được sự ưu ái trong suốt quá trình tham gia đấu thầu. Có sự đỡ đầu từ lãnh đạo tỉnh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới câu kết với đơn vị thẩm định và tư vấn đầu đấu thầu, nâng khống năng lực dự thầu, thiết lập quân danh. Để chắc chắn trúng thầu, nhóm công ty của bà Nhàn đã liên tiếp trúng 16 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách 152 tỷ đồng. Bà Nhàn và lãnh đạo công ty AIC còn chi hối lộ tổng cộng 43,8 tỷ đồng cho cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Với mối quan hệ khủng từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân đến những người đương chức như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, vân vân. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết bà là con người không dễ bị bắt. Với quan hệ khủng như thế, việc nắm bắt thông tin mật trước khi Tô Lâm triển khai việc bắt người là hoàn toàn có thể. Rất nhiều người đã đánh hơi và cao chạy xa bay trước khi quân của ông Tô Lâm ập đến. Những người đó có thể được kể ra như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Huy, Bùi Quang Huy, Hồ Thị Kim Thoa. Những người này đều trốn chót lọt và Tô Lâm đã bó tay. Chỉ có Trịnh Xuân Thanh đã trốn được nhưng lại lên tiếng thách thức và đã bị bắt về quy án. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ tốt hơn những nhân vật kia và có liên quan đến những nhân vật đương chức có chức có quyền rất lớn. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt giữ không khác nào những người có liên quan đến bà mất trắng sự nghiệp chính trị. Vì thế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được bảo vệ và được che giấu kỹ là điều dễ hiểu. Không phải cứ hễ có quyền lực trong tay là tóm ai cũng được. Tóm những người dân thường hiền lành thì dễ tóm, chứ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì Tô Lâm không phải là người đáng ngại. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã biết tin xấu, đợi bà từ rất lâu, nên bà Nhàn đã cao chạy xa bay từ ngày 19 tháng 6 năm 2021.
Quả thật không biết ông Tô Lâm vờn Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay ngược lại. Bó tay trước việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Tô Lâm đã giở chiêu cuối cùng, đó là phát lệnh truy nã. Ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Căn cứ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1969 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Ắt hẳn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ở Việt Nam. Với sự giàu có đủ để mua quốc tịch nước ngoài, với mối quan hệ khủng đủ để biết trước mọi thông tin bất lợi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn đủ khả năng để định cư nước ngoài và an tâm mà hưởng thụ. Chỉ có dại như Trịnh Xuân Thanh mới lên mạng xã hội cho Tô Lâm biết nơi đang ở, chứ như những người khác âm thầm sống ở nước khác thì có 10 ông Tô Lâm cũng phải bó tay. Dù phát lệnh truy nã, nhưng khả năng tìm ra bị can là không hề dễ dàng. Nơi thường trú của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, căn hộ 1102, chung cư ở số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại, căn hộ 1709, 1710, chung cư ở số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên dù lục soát thật kỹ, dù bố trí người theo dõi dày đặc, thì Tô Lâm vẫn không thể lần ra manh mối của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quy định tại khoản 2 điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo thông tin của lệnh truy nã, thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm soát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Nếu những ai luẩn quẩn tại Việt Nam thì lệnh truy nã là mối nguy khôn lường, khó mà trốn thoát. Khi ra đường bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, với tầm như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không ai lại dại đến mức phải ở trong nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn trước lệnh truy nã 11 tháng, thời gian đủ dài để kiếm một suất định cư nước ngoài. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát là tội lỗi của cả bộ máy. Với việc bà Nhàn biết trước một thông tin, một năm thì có thể nói, ông Tô Lâm không hề có chiêu độc nào để tóm được bà. Đấy là sự bất lực. Phát lệnh truy nã là vô dụng đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong trường hợp này. Trong trường hợp, chiêu của Tô Lâm chỉ là chiêu cùn. Tính đến nay, 36 người đã bị khởi tố, truy tố về 5 tội danh khác nhau trong vụ án kể trên. Trong số này, nhiều người là lãnh đạo, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sở, ngành Đồng Nai. Ngoài ra, bà Nhàn cũng đang bị điều tra ở vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh. Cựu chủ tịch công ty AIC cùng hàng loạt cựu nhân viên Sở Y tế bị khởi tố do có hành vi thông đồng lân giá thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách hàng chục tỷ đồng. Cả hai vụ án, bà Nhàn đều đóng vai trò quan trọng, nhưng người này đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Dù Bộ Công an và Viện Kiểm soát Tối cao đã phát thông báo kêu gọi đầu thú, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo hồ sơ vụ án, sau khi rời công ty AIC, bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập 7 công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế. Giấy phép kinh doanh số 7, 7 công ty là các pháp nhân độc lập, nhưng thực tế đều là do bà Nga điều hành mọi hoạt động. Từ tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự cho tới trả lương. Cũng giống như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trước khi nhắm tới các gói thầu mua sắm, bà Nga tìm cách tiếp cận với lãnh đạo địa phương để tạo quan hệ, nhờ vả cho công ty của mình. Sau khi được bật đèn xanh, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hàng loạt chiêu trò vi phạm pháp luật nhằm độc chiếm các gói thầu. Với thủ đoạn này, hệ thống công ty do bà Nga điều hành trúng hàng chục gói thầu về y tế và giáo dục tại nhiều tỉnh thành, với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Nhưng vì các lần trúng thầu đều không trong sáng, nữ doanh nhân khiến ngân sách thiệt hại cả chục tỷ đồng. Điển hình tại Cần Thơ, khi biết Sở Y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, khi ấy là ông Võ Thành Thống, để xin cơ chế. Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Nệ Phi và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu. Tiếp đó, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp thiết lập quân xanh,
câu kết với công ty thẩm định và tư vấn đấu thầu để thực hiện thông thầu. Hậu quả công ty của bà Nga liên tục trúng 4 gói thầu với tổng giá trị gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 32 tỷ. Đặc biệt, bà Nga còn nại quả cho bà Phi 3 tỷ đồng, cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng. Hay như tại Quảng Ninh, công ty của bà Nga cũng sử dụng các chiêu trò mờ ám để trúng thầu trong dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Công an đã khởi tố 15 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bà Nga và cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh. Tại Tây Ninh, bà Nga bị cáo buộc vi phạm các quy định về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga, cựu giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu. Còn tại Đồng Nai, bà Nga được xác định đồng phạm với bà Nhàn như đã đề cập trong việc lũng đoạn đấu thầu ở dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh. Tính cho đến nay, bà Nga bị khởi tố trong 4 vụ án khác nhau, kéo theo hàng chục cựu quan chức là lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ngành vướng vào vòng lao lý. Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ, lúc nghỉ hưu vẫn được tặng quà. Theo dự kiến, ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và công ty AIC. Bà Nga bị truy tố vì tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nhàn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ, nhưng đang bỏ trốn. Ở một số diễn biến khác, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra ở Sở Y tế Cần Thơ. Bà Nga và 19 bị can cùng bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án này sẽ do Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và xét xử. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.